Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình sẽ chia sẻ lại một cái dự án review cho tất cả các bạn nha các bạn. Khi các bạn đăng ký thì sẽ nhận được 1.000 cổ phiếu review thưởng. Thì hiện tại dự án review là một cái cổ phiếu trí tuệ nhân tạo của cổ phần Google 4.0 nha tất cả các bạn. Dự án này của Nga. Và dự án này nó có rất là nhiều công ty con. Đặc biệt là có hai công ty con đã được cấp phép ở nước Cộng hòa Séc Liên minh châu Âu nha các bạn. Thì thông tin nè, các bạn nhấp vào bao gần cùng nhấp vào một thông tin nè, thì nó cũng đã có giấy phép kinh doanh nè các bạn. Và chứng nhận đăng ký thế đồ này nọ luôn nè. Chính thức từ sổ đăng ký của nước thống nhất cho các tổ chức có tư pháp nhân hội nghị hợp đồng đề nghị chào bán luôn nè. Thì hiện tại công ty cổ phiếu review này nó cũng đã trả cổ tức cho tất cả các bạn nha các bạn. Vào trong năm tới thì công ty này nó sẽ trả cho các bạn là 3 tháng một lần trả cổ tức cho tất cả các bạn nha các bạn. Vào ngày 10 tháng 5 thì nó cũng trả cổ tức cho mình nè. Để mình vào trang chủ mình qua phần lịch sử cho các bạn nha các bạn. Thì nó cũng trả cổ tức cho mình nè. Thì để kiếm thêm khi các bạn đăng ký thì nhận được 1.000 cổ phiếu review nè. Đối với những bạn nào mà không muốn đầu tư thì chơi Bri cũng có thể được các bạn. Nhận cổ phiếu Bri thì các bạn nhấp vào bao gạch cùng rồi bạn làm nhiệm vụ này nọ luôn nè. Thì các bạn đi kiếm thêm cổ phiếu các bạn. Thì hiện tại giá khởi điểm của cổ phiếu này là 0.06, hiện tại đã lên 0.1 rồi. Và cổ phiếu này sẽ tăng dần theo thời gian và năm tháng các bạn. Và một hai năm tới có thể lên là 1-2 đô hoặc là 10 đô một cổ phiếu không chừng nữa các bạn. Thì dự án này nó rất là phát triển các bạn. Vào phần dịch vụ nè các bạn xem nè. Thì dịch vụ của Dideal thì vừa qua nó đã cũng có một chương trình là dịch vụ đó là BFarm các bạn, là hướng về công nghệ blockchain. Và tiếp tục thì nó hướng tới là Dideal EduSun và Dideal Vision và Dideal Voice Alpha nè. Thì chuyển đến phần thị giác máy tính. Thì dịch vụ Dideal Vision này thì nó hướng về máy móc xe cộ, động vật, thiết bị này nọ và phân biệt theo giới tính nam nữ, cảm xúc vui buồn, nghe nhạc này nọ đâu nè. Công nghệ này nó hướng về công nghệ thông tin các bạn. Để mình bắt đầu lên. Và một điều đặc biệt là của dự án này mình rất là thích, nó là một hướng về thời đại công nghệ 4.0 nên các bạn vào một trang chủ nữa các bạn. Ok, sorry các bạn. Các bạn vào một thông tin phần dịch vụ chứ. Sorry, thông tin chứ. Thì các bạn sẽ thấy được cái trang web review rất là mượt mà luôn các bạn. Vì nó hướng đến thời đại công nghệ 4.0. Nên nó không có giật lát, chạy rất là mượt luôn các bạn. Thì hiện tại công ty review nó có chương trình là mua cổ phiếu trả góp các bạn. Đối với những bạn nào không có vốn hoặc là gì đó thì các bạn không có vốn mua liền thì các bạn có thể mua trả góp nha các bạn. Thì mua trả góp các bạn vào mục mua review nè các bạn. Thì hiện tại các bạn mua dưới giá là 100 đô thì các bạn trả góp hàng tháng là 10 đô là khoảng 260.000 nha các bạn. Là các bạn nhận được 1.111 cổ phiếu review vào thời điểm hiện tại nha các bạn. Sau này cổ phiếu nó sẽ lên 0.5 hoặc là 0.2, 0.3 thì các bạn đã ít rất là nhiều tiền sản các bạn. Hiện tại nó 0.1 đô cho một cổ phiếu các bạn. Rất là rẻ luôn các bạn. Bạn cũng có thể trở thành nhà đầu tư review West và kiếm được 3 đến lợi nhuận 3 đến 7% mỗi tháng. Thì để mua được cổ phiếu review thì các bạn cần phải nạp tiền vào tài khoản đó. Và dự án này nó rất là hỗ trợ cho các bạn thanh toán luôn các bạn. Các bạn bấm vào mục nạp tiền vào tài khoản đó các bạn. Thì các bạn lướt xuống đây các bạn. Nó thanh toán qua thẻ Visa nè, Mastercard, JBL nè, Buffett Money nè, Bitcoin, Ethereum, USDT chạy nền tảng EC20 và TC20, đồng DAI, đồng Dogecoin, đồ tùm lum hết trơn các bạn. Rất là hỗ trợ rất là nhiều luôn. Thì để nạp tiền vào thì các bạn chọn số lượng các bạn. Ví dụ như bạn nạp 10 đô thì bạn nhập vào số 10 các bạn, 20 đô thì các bạn nhập vào số 20 các bạn. Đây mình hướng dẫn ví dụ cho các bạn nạp. Rồi các bạn lướt xuống nè. Các bạn chọn cái đồng
Nếu các bạn nào muốn đầu tư thì mình khuyên các bạn nạp tiền vào TRC20 nha các bạn. Vì nó sẽ đỡ tốn thời gian cho các bạn. Thì đối với những bạn nào mà đăng ký với tài khoản với đường link của mình hoặc đầu tư thì các mình sẽ tặng cho tất cả các bạn 200 điều nè các bạn. 200 cổ phiếu điều. Và mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha các bạn. Thì liên kết bạn với phần số Zalo mình cũng để với phần link mô tả cho các bạn. Rồi các bạn bấm vào một thanh toán nè. Rồi, các bạn dán copy cái địa chỉ này, các bạn gỡ vào cái địa chỉ này nha các bạn. Sau khi các bạn thanh toán xong thì các bạn vào bao canh cùng, các bạn vào một mua review nữa các bạn. Mình sẽ mua sau các bạn. Thì các bạn bấm sang một chuyển sang một thanh toán nè. Thì các bạn có thể thanh toán mua trả đủ một lần 100 đô hoặc là thanh toán trả góp hàng tháng cũng được các bạn. Thì các bạn bấm vào, nếu bạn thanh toán trả góp thì bạn bấm vào một thanh toán trả góp các bạn. Thì các bạn có thể chọn trả 5 tháng một lần hoặc là 10 tháng một lần các bạn. Số tiền được đầu nè. 20s một tháng. Vào tháng đầu đây 10s một tháng. Vào tháng đầu tiên mình khuyên các bạn nên nếu mà chưa góp thì các bạn nạp 20 đô một tháng đó các bạn. Rồi, thì đây thì dưới hệ thống của mình thì cũng có rất là nhiều bạn đầu tư nè các bạn. Rất là nhiều bạn đầu tư luôn dưới hệ thống mình. Mình đã cũng đã nhận được chương trình liên kết nữa các bạn. 3 đô, 5 đô, 4 đô, 7 đô lớn nhất. Mình rất là thích là cái dự án này nha các bạn. Thì dự án này là hướng tới lâu dài chứ không phải là kiếm tiền một ngày một hai bữa nha các bạn. Thì đối với bạn nào đăng ký mới thì hoặc là đăng ký thì các bạn khi đăng nhập các bạn gỡ lại cái username dưới vào Zalo kết bạn với mình nha các bạn. Thì mình sẽ tặng cho tất cả các bạn 200 cổ phiếu review nha các bạn. Và mình sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn. Thì video mình sẽ giới thiệu cổ phiếu điều gì cho các bạn đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Thì sau này mình sẽ cập nhật lại dự án này thường xuyên cho tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.